Theo Bộ Công Thương, hơn một tháng nay, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng mạnh so với những tháng đầu năm. Hiện nay, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 64.100 đến 64.900 đồng 1 kg, cao nhất trong vòng 15 năm qua. Đây cũng là tín hiệu để nông dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục gắn bó với vườn cây sau nhiều năm cầm cự vì giá thấp. Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột cho biết, việc cà phê tăng giá cũng đã giúp người nông dân được hưởng lợi và người dân yên tâm chăm sóc vườn cây tốt hơn. Cà phê tăng giá sẽ làm cho người nông dân suy nghĩ đến việc không phá vườn cà phê để trồng các loại cây ăn trái có giá trị cao mà chỉ trồng xen theo hướng cà phê cảnh quan nhằm giúp vườn cây phát triển bền vững và đáp ứng được các yêu cầu của những nước nhập khẩu. Tuy nhiên, các địa phương cũng cần tăng cường công tác truyền thông để người dân không tăng diện tích mà chú trọng vào việc chăm sóc tốt vườn cây. Theo thống kê, xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm 2023 đạt 882.000 tấn với trị giá 2,02 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,2% về khối lượng nhưng tăng 0,2% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.